cho cả nhà. Thì hôm nay mình giáp sáng mình làm cái món này là bún gạo hủ tiếu này, chắc bún gạo khô này bữa mình mới mua. Để ở đây là tôm với thịt, thì ở bắp cải giá hẹ, ở đây đùi gà. Thì bữa nay mình làm bữa cơm cho gia đình ha. Cái hủ tiếu thì mình xào mình ăn sáng, còn cái gà này á thì mình sẽ đem đi chiên nước mắm. Xong nó để cho nó nước rồi. Ừ, nó dịu rồi, rửa là được rồi đó. Để xin dịu rửa như thử coi. Rửa được rồi đó. Chưa chứ nào tí. Cho cái dầu hành vô trong đây cho nó đừng có dính. Chế đang trộn bún gạo cả nhà. Gạo phi cái hành tím hồi nãy mình cắt đó vô đây cho nó đừng có dính. Chứ mình đang chọn rồi đó nè, chọn nước tương vô, chọn nước tương vô rồi chút cái mình xào cải thì mình để vô sau. Cái hủ tiếu nó bị nó cái cọng bún nó khô, nó không có bị nó có nước á, mình để tới chiều nó không có bị hư. Chế đang làm gì? Gọt cái củ cải đỏ này để vô cho nó có màu nè. Cái củ cải hôm qua gọt rồi để vô tủ, bây giờ bữa nay mình bào bào ở ngoài một chút mình bỏ. Mình cái mình sắc sợi đó. Để vô cái bún gạo cho nó ngon. Xào cho nó săn xuống rồi rồi. Cái đó rồi, cái đó thôi. Làm bún gạo xào. À. Nãy chứ chạy qua, chứ qua bên sông thằng Toàn nó bán rau bên sông đó, chứ mua giá nè. Ăn xào ăn sáng trước đi, gần lát mình mới ăn cơm với canh chua với cá kho. Đây nè. Đây nè. Đỡ nó nhỏ quá. Đỡ được rồi, để nó mềm mềm giá. Ý là nhắc cái chảo ở đây nè. Được, nhắc cái chảo đây.
rồi bắt đầu mới vớt mì, vớt cái đó qua một. Đổ quay. Mình ăn sáng cái thì mình làm tiếp. Mình ăn nước tương á. Này mình có tương ớt ngâm á. Bây giờ cả nhà mình ăn sáng nha cả nhà. Giờ Vin ăn, Vin bưng cho ngoại rồi, mà ngoại bệnh rồi, Vin bưng cho ngoại đi rồi thì mình chở ra mình ăn. Sáng nay bà ngoại yếu rồi, bà ngoại cảm rồi. Bệnh rồi. Ừ. Mệt đau mình đang mệt. Cảm. Ngồi ăn đi uống thuốc. Cảm hết nguyên nhà mà có giờ bực, có bà ngoại nhiều. Để rửa lại chứ. Cái gì ăn dễ nhiều cho Bin đi. Bin ăn nhiều. Mang dĩa su môn. Chiên mấy đùi gà tona không hả? Trời ơi, trời. Sáng nay dậy sớm cũng có tương na kêu quá. Đi nấu kêu đâu cũng có. Đó, mà không cho mà không biết con cái đùi nào xanh sao. Trời. Buồn không? Buồn không Bin? Có ăn cái này ha, bự ha. Ơi. Cái này mới là của mà của em. Cái này của ông nè. Em nói dĩa bự này, vợ em nói là dĩa bự nó em ăn hết là thánh ăn luôn mà. Vậy hả? Chứ tưởng là đợi chứ sợ nó xịt ra tương vô coi cái gì cái dĩa của Bin. Chồng chết lấy chai nước tương cho bác. Ngồi đây mẹ ngồi đó.
không có chỗ này, cứ chen vô đây à. Vậy con nhỏ thôi, ăn dĩ nhỏ thôi. Mời cả nhà ăn sáng cùng gia đình. Ăn bún gạo xào. Bún gạo hả tôi? Ừ. Chứ không phải mì, mì là công vàng hôm bữa. Mì hôm bữa làm Binh cũng không có ăn luôn. Có tôi à? Có à? Thì có. Mà ăn có mấy đũa à? Ừ. Ngon quá chừng. Không ăn nữa. Con thịt nước tương sao Binh? Con cái thử ăn với nhỏ. Ba rồi. Ăn hết hết nữa. Cái này chim vàng không có gì chứ. Chim vàng luôn. Chở sơ một cái đi rồi lại. Cho nó chín không có trong mắt. Nó vừa chín là để lửa vô, đừng áp lửa quá. Để lửa vô vậy. Cái này là con phải để nguyên con. Để nó teo ra thấy tôm. Đúng không? Để nguyên con. Anh thấy nó bự quá. Ăn thịt nó không ngon. Cảm thấy sữa mà uống rồi đã khác. Phải tao uống cà phê đến uống chung mai rồi vậy. Tại vì tao uống nó quá đẹo quá hả? Chứ nó uống vậy chứ. Hồi đó chú uống vậy chứ giờ chú uống vậy. Giờ không biết sao. Hồi xưa cái làm pha chế chú uống kẹo đó. Tự nhiên lấy nước lạnh uống. Nấu miếng nước chảo nấu cho chảo gì đó. Vô. Có dữ không? Đấy nước lọc đó tôi. Ừ. Cái tôm. Ngon tới chưa? Ừ. Tới xế bóc mát qua mình đi ra ngoài góc vừa nay. Ừ. Cái này không mưa ngoài ăn nó thoải mái hơn ngồi trong đây. Chứ để cái này ra nhắm. Chứ không được ăn nhỏ. Yêu thích mà không được ăn. Yêu thích lắm luôn. Nó cũng vậy? Ừ. Nó chưa? Ừ. Okay.
đâu, dắt xe đó, đi rước thằng Xu hả? À?